Mùa Tết, mùa của vạn vật đổi thay, trăm hoa đua nở. Mùa làm ăn, mùa sum họp. Ở đồng bằng Tây Nam Bộ, Tết không nhộn nhịp hội hè, ồn ào nghi lễ, nhưng thật ấm áp tình người. Tết trải dài khắp vùng châu thổ, nhẹ nhàng đến cùng cuộc sống, trong ngóc ngách tâm hồn của mỗi con người. Hãy lắng nghe và cảm nhận cùng Mùa Tết Phương Nam. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ đang là những tháng cuối năm chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2015. Bà con ở khắp nơi thì cũng đang xôn xao chuẩn bị cho một mùa trái Tết. Vừa là để cung cấp những sản phẩm phong phú và đa dạng cho thị trường, nhưng đây cũng vừa là mùa làm ăn của bà con. Nói đến mùa trái Tết thì có lẽ không thể nào kể hết, bởi đồng bằng sông Cửu Long còn được mệnh danh là xứ sở của cây lành trái ngọt. Với thời lượng có hạn của chương trình kỳ này thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những loại trái lạ sẽ góp mặt trong thị trường Tết 2015. Trái lạ miền Tây, đó là cách gọi mới xuất hiện vài năm nay mà nhiều người dùng để định danh cho nhóm trái cây có hình thù lạ mắt, được nhà vườn phương Nam sáng tạo để đón xuân. Vẫn là những loại trái cây quen thuộc, nhà vườn đã nghĩ ra cách tạo nên những hình dáng mang ý nghĩa tâm linh, hướng đến cuộc sống no đủ an lành. Một cách gọi khác của nông dân, đây là nhóm trái cây tạo hình. Và đầu tiên là tạo hình trên dưa hấu, loại trái cây luôn có mặt trong mâm cỗ Tết. Tết xưa, trẻ con thường thơm thèm, mong được cùng bổ trái dưa hấu, chia nhau hương vị ngọt ngào. Còn người lớn cũng không kém phần hồi hộp khi bổ dưa, vui hơn khi quả dưa đỏ đều căng mọng, xem như năm mới được nhiều may mắn. Còn ngày nay, hương vị ngọt ngào của dưa hấu đã có thể tìm bất cứ lúc nào trong năm, không riêng gì mùa Tết. Bởi vậy mà những nông dân miền Tây năng động đã nhạy bén nắm bắt thị trường. Họ tìm tòi sáng tạo để thay đổi hình thức quả dưa Tết có phần đặc biệt hơn, phục vụ nhu cầu đón Tết. Thưa quý vị và các bạn, hiện giờ thì chúng tôi đang có mặt tại ruộng dưa của anh Trần Thanh Liêm ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, một trong những nông dân được khá nhiều người biết đến qua những cái sản phẩm dưa hấu có mẫu mã độc đáo từ mấy mùa Tết trước. Năm nay mùa Tết 2015, anh Liêm dự định sẽ cho ra thị trường những sản phẩm độc đáo như thế nào và gia đình anh sẽ đón một cái Tết ra sao? Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh Liêm trong mùa Tết mới này quý vị nhé. Tết năm 2015 năm nay thì ở đây gia đình nó cho ra một cái sản phẩm mới là cái củng dưa hấu thổi vàng, nhưng mà cái kiểu nhỏ. Thì đặc biệt trên đó là có hai mặt chữ, chữ thư pháp chứ không có thì chữ viết như mấy năm trước là chữ in. Cứ mỗi năm đều làm một cái mẫu mới, một cái khuôn mới, nó cho ra một cái sản phẩm mới, thấy nó tương đối nó đẹp. Trước là để có thu nhập gia đình, cái thứ hai là để người tiêu dùng có được sản phẩm đẹp hơn và giá cả cũng như vậy. Với cái sản phẩm này chỉ có một mình anh làm được, đương nhiên anh là người quyết định giá cả. Như vậy cái giá trên thị trường mà khi mà anh đưa ra đó, nó có ngang tầm với lại cái công sức mà mình bỏ ra không anh? Cái việc mà sản xuất trái dưa hấu mà để thành một cái hình nó rất là công phu, nó không phải đơn giản. Như người ta nghĩ là trái dưa này là một cặp tại sao bán tới 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Nhưng mà thực tế ra nếu mà làm thật sự mà làm được một trái mà dễ dàng vậy chắc người làm đó họ không bán mắc đâu. Họ bán chừng 100-200 ngàn trái thôi chứ không hơn. Thầy tương đương trái dưa chân thôi. Thì nó trong cái quá trình làm nó đòi hỏi những cái là phải nói là từng giờ từng phút chăm sóc nó như nuôi một đứa bé nhỏ còn bồng trên tay vậy đó. Cái mùa bình thường đó là anh chỉ thử nghiệm thôi. Còn cái sự thành công thì dường như là anh dành hết cho cái mùa Tết này. Để đúng như vậy. Thì cái đó là thực tế là đúng đấy. Bây giờ là mình ở đô thị, đất này đất đô thị, nó là bị cái diện tích nó gọi là đô thị quá. Mình phải đến làm sao để cho món hàng của mình, tuy rằng nó không có giá trị lớn lắm
Ví dụ trồng bình thường ta vô ta lấy chỉ cái dứa thôi, đâu có là cái gì. Nhưng mà cuối cùng cái sản phẩm của nó là có giá trị. Thế là có thể nói là một cong dưa này nó bằng 25, 3 cong dưa, 30 cong dưa ăn tươi. Nó là nói rõ như vậy. Ở đây hiện tại bây giờ là anh trồng dưa trên diện tích đất là bao nhiêu anh? Trên diện tích này hiện nay là còn là 2.000 mét. Dạ, 2.000 mét vuông. 2.000 mét vuông là tương đương với 2 cong đất. À, tương đương là 2 cong đất đấy. Hiện bây giờ thì Tết dường như đang đến thật là gần. À, cảm xúc của anh như thế nào đối với cái mùa Tết mới? Vấn đề mà tạo những sản phẩm mới để cho người tiêu dùng mà chọn được cái sản phẩm mình để trong cái dịp mà ngày Tết để trưng trên bàn khách hoặc là để trên bàn thờ là tổ tiên ông bà, thì như vậy là mình nói một cái là sản phẩm đẹp thì là tôi rất mừng. Tại vì có một cái gì hai năm nay là tôi lấy làm lạ cái điều này mà hôm nay tôi mới nói nha. Nó cái làm lạ là những người từ ngoài Bắc vẫn gửi nhờ người trong này mua giùm một hai cặp dưa. Đấy, cái đó là cũng là cái điều mừng. Giờ là đặt hàng không cần nói gì trơn, chuyển tiền thẳng vô về, chuyển 70% luôn, chuyển tiền vô tài khoản mình luôn. Tại năm rồi có mua rồi biết, năm nay về là mang được, tự động chuyển tiền vô luôn 70%. Nói luôn như nó trời, nó người biết sao chú phải chừa cho con thôi, dứt khoát chuyển tiền chú là mai là chuyển tiền tự ngoài đó. Vậy rồi. Là cái mùa Tết phương Nam không chỉ cho người phương Nam mà còn mang đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam này. Chuyện mưu sinh là vậy, nhưng để có được thành công như hôm nay, anh Liêm đã trải qua không ít thất bại khó khăn trong những tháng ngày khởi nghiệp. Suốt cả năm, ruộng dưa của anh Liêm phần nhiều chỉ dành cho công việc thử nghiệm. Và đây là thời điểm anh bắt đầu cho một mùa làm ăn chính trong năm, mùa dưa Tết. Chưa thật chắc chắn mùa dưa Tết năm nay sẽ như thế nào, nhưng có vẻ anh Liêm đang đặt nhiều niềm tin qua câu chuyện của chính mình, cho thấy trên cùng một diện tích đất canh tác, nhà nông giỏi có thể làm tăng lợi nhuận gấp nhiều lần. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là về vùng trồng bưởi nổi tiếng ở xã Phú Hữu, Châu Thành, Hậu Giang. Những ngày này, nhà vườn trồng bưởi đang bắt đầu vào mùa thu hoạch. Năm nay, thời tiết có vẻ không thuận lợi cho cây bưởi. Có thể cảm nhận sản lượng bưởi năm nay sẽ không nhiều như những mùa Tết trước. Chuyện về cây bưởi như bị gián đoạn khi chúng tôi vào thăm vườn. Vì thấy có một loại trái lạ đang chiếm không ít diện tích vườn bưởi ở đây. Đó là trái của cây đào tiên. Trái đầu tiên lại được nhà vườn tạo hình hồ lô trông rất đẹp mắt. Bà con ở đây trồng sen đầu tiên khá nhiều trong vườn bưởi với tỷ lệ 50-50. Điều này dự báo mang đến một bất ngờ thú vị trên thị trường Tết năm nay. Bà con Phú Hữu được giá bưởi, lại được mùa đầu tiên. Tết về có bưởi có đào, nhà vườn Phú Hữu hy vọng sắc màu xuân mới sẽ vui tươi, sung túc. Thưa quý vị và các bạn, còn khoảng hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, vào khoảng đầu tháng 10 âm lịch thì bà con đã lên kế hoạch lựa chọn cho mình những loại đặc sản để đón xuân và cũng để làm quà biếu. Đó là lý do vì sao những loại sản phẩm độc đáo này đặc biệt được yêu thích. Dạ chú ơi, năm nay thì con nghe nói là chú đã chuẩn bị cho thị trường Tết một cái sản phẩm rất là độc đáo. Chú có thể tự giới thiệu về cái sản phẩm của mình. Năm nay là có làm được cái trái đào tiên hồ lô. Tôi có thử nghiệm ở trên cây đào. Nó đã có hình thành một cái hai chữ tài lộc. Nó đem vô so với trái bưởi thì nó rất đẹp hơn trái bưởi. Cho nên vì ý tưởng đó phải làm trái đào. Cái thị trường chủ yếu của mình là ở đâu hả chú? Thị trường chủ yếu của mình ngay bây giờ đó là có khách hàng đặt rồi đó. Ngay bây giờ, từ khi là đầu tháng 10 âm lịch thôi thì cái sản phẩm của chú khi còn treo trên cây thì nó đã được người ta mua hết rồi. Mua hết rồi. Dạ. Nhưng mà sau đó nói vậy chứ sau đó nó cũng còn một số nữa, chú gắng chú cố gắng chú làm có thể nó được khoảng vài trăm trái nữa. Dạ. Là để dành cho bà con ở miền Tây. Dạ. Cái trái đầu tiên này khi mà bán ra thị trường đó, giá của nó là cạnh tranh với bưởi hồ lô. Phải. Tuy nhiên thì hiện nay là cây đào tiên này không ăn được và cũng không làm gì được, chỉ để chưng Tết thôi.
và cũng chỉ để là xuất hiện vào một mùa Tết thôi. Như vậy thì nó có phải là loại cây chủ lực không chú? Nó không phải là kinh tế chủ lực, nó là kinh tế phụ mà thôi. Là gì? Mình sẽ trồng sen trong những cái vườn của mình á. Từ một cái loại cây không chủ lực mà chú làm cho nó trở thành một cái thu nhập chủ lực. Nếu nó vô tình thì nó không vô tình đâu. Nhưng mà có một cái đó là mình cũng có cái ý tưởng. Là sự nhạy bén. Có ý tưởng nhạy bén. Tất nhiên là mình trồng sen trong vườn bưởi. Để mình thu nhập, tất nhiên mình làm cái kiểu mẫu, mình làm cái tạo dáng. Cho nên mình mới làm thôi. Chứ còn nếu mà trồng chủ lực thì mình không có trồng được. Nếu nói về mùa Tết 2015 thì cái cảm xúc Tết ở trong chú nó như thế nào? Và chú cảm thấy nôn nao khi mà năm nay mình thành công với một cái sản phẩm mới? Ngay bây giờ chú nghĩ chú cũng mừng. Chú bán được số đầu tiên này đó là cũng được số tiền khá khá rồi, sống ngày Tết cũng thoải mái rồi. Thì hôm nay đó tôi coi như là một năm mới. Bước đầu sang năm mới thì tôi cũng gửi đến bà con toàn miền Tây với bà con gần xa. Tôi có một sản phẩm hồ lô đào tiên, hai chữ là tài lộc. Nó để mang đến cho gia đình là một mùa xuân năm mới được nhiều tài nhiều lộc. Có vẻ những nhà vườn sáng tạo đã nhận ra rằng không thể để giá trị sản phẩm hoàn toàn do thương lái hay thị trường quyết định. Trên mảnh vườn quen thuộc, người nông dân đang tìm cách chủ động định giá để tạo nên giá trị riêng cho sản phẩm của mình. Và họ đã làm được điều mong muốn ngay khi trái còn chưa kịp ra khỏi vườn, Tết còn chưa kịp đến. Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở Châu Thành, Hậu Giang, chú Quốc khá là thành công với sản phẩm trái đầu tiên được tạo hình thành chiếc hồ lô, thì cách đó không xa, anh Võ Trung Thành cũng thể hiện sự khéo léo của mình qua sản phẩm chiếc hồ lô được tạo hình từ trái bưởi. Tạo hình nghệ thuật từ trái cây đó là một công việc rất là khó. Thì ở đây mình đã làm điều đó như thế nào? Thì nói chung là cái việc tạo hình cho trái cây thì nó cũng rất là cực kỳ là khó. Nhưng mà nếu mình biết cái quy trình của nó thì làm tương đối nó cũng được. Thì theo như tôi thấy là mấy năm, bao năm qua thì tôi đã tạo hình cho nhiều loại trái cây, chẳng hạn như là bưởi hồ lô, rồi dưa hấu hồ lô, rồi đào tiên hồ lô. Thì năm nay nó ra thêm hai cái mẫu mới nữa là cái mẫu tài lộc thỏi vàng đồng tiền, rồi cái trái bưởi phúc lộc thọ, và một cái sản phẩm phụ gọi là cái trái tài lộc lửng. Cho nên là mình nhằm cái mục tiêu là mình để đa dạng hàng hóa để cho thị trường có cái lựa chọn. Về cái sản phẩm mới trong mùa Tết 2015 á, thì em được biết là anh sẽ cho ra thị trường cái sản phẩm là bưởi cát tường. Trong cái câu chuyện làm ăn của cái sản phẩm này đó, thì dường như nó không phải riêng rẽ một mình anh mà nó còn có sự hợp tác của nhiều nông dân khác nữa. Thì mấy năm qua thì nói chung là các cái sản phẩm là cái dòng bưởi hồ lô, rồi dưa hấu, rồi đào tiên thì nó làm cái dạng quy mô nhỏ. Còn về cái bưởi lễ cát tường đó thì cái quy mô lớn, nó có cái quy mô là đến 160 hectare. Nó rải rác ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như là Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và Hậu Giang. Thì cái mô hình mà sản xuất bưởi lễ cát tường thì nhằm cái mục đích đó là mình để mình tăng cái lợi nhuận trên cùng một diện tích. Mình làm cái điều này gọi là cái liên kết giữa ba nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp. Thì để liên kết lại để mình mới làm được sản xuất được một cái quy mô lớn. Dạ, em xin cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhu cầu trang trí nhà cửa, làm quà biếu cũng như là vật phẩm dân cúng tổ tiên, hiện nay những cái loại sản vật mùa Tết mặc dù giá cả không hề rẻ, tuy nhiên vẫn nhận được sự săn đón của rất nhiều bà con. Bây giờ em hỏi thiệt, đất phương Nam không thiếu dịp hoa quả để thờ cúng trong những ngày lễ Tết. Việc lựa chọn những loại trái ngon, trái lạ, trái đẹp dân cúng tổ tiên đã trở thành nếp nghĩ, thói quen. Năm nay thêm một sự lựa chọn hấp dẫn với trái bưởi có hình bàn tay Phật, hứa hẹn sẽ có sức mua mạnh vào giáp Tết. Bưởi được đặt tên là bưởi cát tường,
hàm ý vạn sự hanh thông trong năm mới. Từ giữa tháng 11 năm 2014, những sản phẩm bưởi bàn tay Phật đầu tiên đã rời đất miền Tây, đi ra mắt người tiêu dùng cả nước. Trái bưởi năm roi không hạt, qua tài nghệ của những người nông dân miệt vườn, đã trở thành một tác phẩm tạo hình nghệ thuật với những ngón tay của bàn tay Phật ốp dài hai bên. Mỗi trái có trọng lượng hơn 1 kg, loại trái này sẽ chiếm vị thế trang trọng trên bàn thờ của nhiều gia đình, nên còn được gọi là bưởi lễ. Đẹp, đó là nhận xét của nhiều người. Lạ và độc cũng là điều có thể cảm nhận ở sản phẩm này. So với bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng, dưa vuông, dưa hình xe hơi, thì việc tạo hình hai bàn tay trên quả bưởi thực sự cầu kỳ, không ít công phu. Ngoài ra, ngon vẫn là yếu tố quan trọng. Điều này hay được chăm trước đối với những sản phẩm trái cây tạo hình. Tuy nhiên, ở sản phẩm bưởi bàn tay Phật, chính là trái bưởi năm roi không hạt loại nhất, một sản vật nổi tiếng của vùng quê bưởi. Tham vọng xa hơn của nhà vườn là dự kiến sản phẩm này sẽ trở thành đại sứ thương hiệu, đại diện cho bưởi Việt xuất khẩu ra thị trường các nước. Thưa quý vị và các bạn, với những người nông dân mà chúng tôi gặp gỡ thì ngoài câu chuyện của những sản vật phương Nam thì còn có một câu chuyện khác, đó là câu chuyện làm ăn. Bưởi thì là một cái loại trái cây mà cho trái quanh năm. Tuy nhiên thì bà con trồng bưởi thì bao giờ cũng trông chờ là một cái mùa bưởi Tết. Còn với anh thì cái mùa Tết 2015 thì như thế nào? Năm nay thì nói chung ra bà con cũng phấn khởi là nghe vấn đề bưởi Cát Tường này. Là ở đây tôi gọi là bàn tay Phật. Nói chung là cũng là cái mô hàng này nó mới mẻ nhưng mà rất là đẹp ý của người dân ở đây, cũng thích lắm. Nói chung là một người thì năm nay thì anh Thành đem về đây thì một người lãnh có thể 100 cái, 200 cái có, một người 5-30 cái có, nhưng mà tôi cũng nói chung mới mẻ thì chưa dám. Mong muốn làm sao để cho bà con được là hợp tác cái mô hình này, thấy tôi cũng đang thích. Hồi nào giờ thì chưa từng thấy cái này, rất là đẹp, hồi nào mình không từng thấy. Nhưng mà đều phải công phu lắm mấy cô. Công phu mệt lắm nhưng mà mình nghĩ mình lao động mà ở vườn không làm gì. Thôi quay thì có mấy ngày vô ra vườn được cứ làm. Cho nó đạt thế coi sao, nếu nó đạt được nó nhiều thì năm tới mình làm nhiều hơn nữa. Cái bữa thường với cái bữa mà bạn bữa Cát Tường này đó, nó hai cái trường hợp nó đối nhau khác nhau. Tuy mặc dầu cái giá nó cao hơn, đẹp hơn thiệt nhưng mà tôi không quan trọng cái đó. Quan trọng cái xuất xứ của mình là mang tiếng dân Mỹ Hòa. Mà được xuất xứ cái bữa đẹp vậy ra, nhiều khi các tỉnh khác bạn hay hoặc là nước ngoài coi như là mình được cái tiếng danh dự mình. Còn cái giá trị tiền á, thì ai cũng ham nhưng mà nó không quan trọng mà cái danh dự. Đem về cái xã nhà mình lại được cái bữa đẹp như thế này đó, thì coi như là mình được phấn khởi, rất hân hoan. Cách làm ăn này thì nói chung ra là nó có lợi cho nhà dân, nông dân rất là nhiều. Bởi vì là mình làm như trước đây thì bưởi năm roi này á, thì làm thí dụ như một cái diện tích như vậy thì mình làm có thể một năm mình bán thí dụ như cái giá là thí dụ như 50 triệu đi đó, thì bữa Cát Tường này là đưa xuống có thể là mình bán nó năng suất lên gấp đôi, là mình cũng được là một cái rất là vui và một cái là rất là tích cực để mình làm. Trái lạ miền Tây đón Tết, đó là sản phẩm của những nông dân đam mê sáng tạo. Họ nhạy bén trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế canh tác và cả chuyển động của thị trường. Qua kinh nghiệm làm ăn, họ đã cùng liên kết làm chủ kỹ thuật, cùng hướng đến mục tiêu khai thác giá trị gia tăng trên sản phẩm quen thuộc của vườn nhà. Đón Tết, những nhà nông sáng tạo miền Tây lại đang viết tiếp câu chuyện đổi mới cách làm ăn trên đường hội nhập. Phía sau những trái lạ miền Tây chứa đựng sự khát khao làm giàu chính đáng và niềm tin thành công trong mùa xuân mới. Hẹn sẽ trở lại vùng đất này, trở lại với những câu chuyện đẹp đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được chia tay vùng quê bưởi và cũng để khép lại hành trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Hy vọng rằng với những sản phẩm mới lạ và không kém phần độc đáo này sẽ cùng bà con đón một cái Tết vui vẻ và ấm áp. Đây cũng là khoảng thời gian phù hợp để mỗi người có thể lựa chọn cho mình những sản vật mà mình yêu thích. Còn bây giờ chúng tôi xin được tạm dừng hành trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ký sự kỳ sau.